Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em cũng xin giới thiệu nhanh đồ loa Yamo cho quý vị xem ha. Đây là đồ loa Yamo đang mạch, cao thì khoảng 25, ngang này chắc khoảng mười mấy, quý vị khoảng 13, 14 ha. Sâu thì khoảng hơn 20. Phía sau đây ha, nói chung là đồ loa này nó đẹp như mới khui thùng ra quý vị ha. Mới khui thùng ra. Đây là những cái vị có thể treo lên đây được ha. Yamo công suất là 70W, 100W 8 ohm nha quý vị. Mach 3 Yamo. Thì đô la này quý vị có thể nghe những dòng nhạc nhẹ nhàng, hòa tấu nhẹ nhàng hay những dòng A cao tiết rất hay quý vị, để phòng hay quán phê gì đó quý vị treo nghe vĩ đại vĩ đã rất hay quý vị. Loa này đánh có bass nha, rất hay, rồi đẹp, màu gỗ quá đẹp. Loa này thì giá 1.9 triệu nha quý vị, giá 1.9 triệu em bao ship toàn quốc cho quý vị. Phía dưới là con ampli Telefunken HA870, công suất là 70W ha, 70W mỗi kênh, 2x70W đây. Rồi bây giờ em xuống cho mình xem. Đây, có hai cái đèn tia rất là đẹp. Đây là các cái phím chức năng ha. Đây. Chúng ta bấm thường thì đây. Có nút lao nét luôn nha mày. Đây. Có lao nét ha. Bên đây là chọn AB. Này hát 1 trong 2 A 1 B ha. Rồi, để mình xem. Đây, trần phô rất là mới, rất là đẹp. Bên trong đây mình nguồn vàng nội thất của nó đây. Phía trước này. Rất đẹp ha. Đánh 4 con xanh đen nha vị. Này đến 4 con xanh đen. Mình xem ha, 4 con xanh đen. Đây là phía sau, xài dắt kết nối thông dụng ha. AB loa bên đây, AB. Bên đây AB ha. Rồi. Telefunken của Đức, châu Âu quý vị. Phay nhôm có đèn tia rất đẹp. Con này có giá là 3.500.000 quý vị. 3.500.000 em bao ship toàn quốc cho về nha. Miên man tình buồn, dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi. Sông này nhớ mãi em ta nhìn hà về. Rất ngọt quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.